Nhiều xe ôm công nghệ ồ ạt đầu quân cho VinFast xanh SM -by. các hãng khác đứng ngồi không yên việc VinFast dịch vụ xanh SM đã khiến thị trường xe ôm công nghệ trở nên cạnh tranh vô cùng khốc liệt trong thời gian tới. Đã có rất nhiều tài xế từ các hãng xe công nghệ đầu quân cho VinFast. Xe ôm công nghệ giờ đây đã gần như thay thế xe ôm truyền thống sau khoảng 10 năm phát triển mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam. Grab là cái tên tiên phong xây dựng, thay đổi thói quen đi xe ôm của người Việt Nam và giờ đây đã có thêm những sự cạnh tranh mới. VinFast Xanh SM bay gia nhập, thêm lựa chọn dịch vụ chất lượng. Nếu như trước đây, Grab, Gojek vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng người dùng phản ánh về chất lượng dịch vụ thì VinFast Xanh SM bay sẽ là hãng xe hướng đến dịch vụ 5 sao như cách mà Vingroup vẫn làm với những sản phẩm trong hệ sinh thái của mình. Nổi bật trong số đó ở ngành vận tải chắc chắn phải là Vinbus và Taxi Xanh SM mới ra mắt gần đây. VinFast Xanh SM bay tiếp bước những dịch vụ chất lượng của thương hiệu Việt khi vừa chính thức ra mắt thị trường xe ôm công nghệ tại nước ta. Hiện nay, VinFast Xanh SM bay được trang bị đồng bộ dòng xe điện VinFast Felix S hiện đại với ưu điểm thiết kế sang trọng, êm ái và không thải khói ra môi trường. Giá xe VinFast Felix S trên thị trường hiện nay là 30 triệu đồng, gần tương đương Honda Vision. Mức giá dịch vụ xe ôm công nghệ của VinFast là 13.800 đồng cho 2 km đầu tiên, từ km thứ 3 trở đi giá cước áp dụng là 4.800 đồng trên km. So với giá của Grab, be trên thị trường hiện nay, VinFast xanh SM BAY được đánh giá hết sức cạnh tranh. Ngoài dịch vụ xe ôm, xanh SM BAY còn có triển khai xanh High School, dịch vụ chuyên đưa đón học sinh. Sinh viên đến trường theo giờ linh hoạt với xe máy điện hoặc theo tuyến cố định với ô tô điện xanh SM Taxi và xanh SM Luxury. Trong thời gian tới, hãng xe Việt sẽ triển khai thêm dịch vụ giao hàng bằng xanh bay và ô tô đưa đón sân bay. Đây đều là những dịch vụ đang được nhiều hãng đang vận hành nhằm mang đến cho người dùng nền tảng đa dịch vụ. Sự khác biệt của VinFast còn đến từ việc hãng xe Việt Nam sắp ra mắt thêm dịch vụ cho thuê xe điện. Điều mà các hãng như Grab, Be, Gojek vẫn chưa triển khai ở Việt Nam để giúp VinFast có lối đi riêng khi phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ. Trực tiếp trải nghiệm dịch vụ VinFast xanh SM by, phóng viên dân Việt nhận thấy sự khác biệt so với những thượng hiệu xe ôm công nghệ hiện nay trên thị trường. Đúng như tiêu chí mà Tổng Giám đốc Công ty GSM Nguyễn Văn Thanh từng chia sẻ, VinFast Xanh SM sẽ hướng đến dịch vụ vận tải 5 sao tương tự VinBus đã làm được sau 4 năm triển khai trên thị trường Việt Nam. Ấn tượng của VinFast Xanh SM bay đến từ thái độ của tài xế vô cùng lịch sự ngay từ khi gọi điện xác nhận quốc xe, đến đón và trả khách. Tài xế VinFast Xanh SM bay không thúc giục khách hàng dù phải chờ lâu và xe mới nên vận hành êm ái. Khách hàng cũng thích thú khi dịch vụ VinFast xanh SM Buy được triển khai ở thủ đô Hà Nội. Xe ôm công nghệ giờ là lựa chọn không thể thiếu của tôi mỗi khi không có xe ở nhà. Càng thêm nhiều hãng cạnh tranh, mức giá sẽ càng rẻ và chất lượng dịch vụ được nâng cao. Đặc biệt, xe của VinFast luôn có dịch vụ tốt nên nhất định tôi sẽ lựa chọn là hãng xe di chuyển chủ yếu trong thời gian tới, chị Quỳnh Anh, nhân viên văn phòng chia sẻ. Tài xế hào hứng, các hãng xe ôm công nghệ khác đứng ngồi không yên. Trái với các hãng xe ôm công nghệ trên thị trường hiện nay phải có xe sẵn, Vinfast xanh SM By sẽ cung cấp cho tài xế xe mới 100%. Thủ tục để gia nhập Vinfast xanh SM By cũng đơn giản khi tài xế cần có lý lịch tư pháp rõ ràng, không tiền án, tiền sự và chỉ cần đóng 2 triệu sẽ được nhận xe. Tài xế làm việc cho Vinfast xanh SM By sẽ là nhân viên của công ty chứ không phải đối tác như các hãng xe công nghệ hiện tại. Đặc biệt, để phủ sóng rộng khắp. VinFast xanh SM by vẫn đang tuyển thêm số lượng lớn tài xế ở Hà Nội và tới đây là tội phạm, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lớn khác. Đáng chú ý, khi các hãng xe khác đang có mức chiết khấu 20 đến 25% thì VinFast xanh SM by hiện chỉ áp dụng mức 15%, hấp dẫn hơn nhiều. Nhận thấy cơ hội mới, nhiều tài xế của các hãng xe công nghệ như Grab hay Gojek đang rất hào hứng để ứng tuyển vào VinFast xanh SM by. Tôi chạy xe ôm công nghệ cũng được 5 năm nay, nhưng ngày càng có những chính sách thiệt thòi cho anh em tài xế như chiếc khấu cao, có lỗi là rất dễ khóa tài khoản. Do đó, khi có xe ôm Vinfast, tôi muốn chuyển sang chạy, vừa sẵn xe, chiếc khấu thấp và công việc sẽ ổn định hơn với một tập đoàn lớn như VinGroup. Tài xế Duy Hoàng Văn chia sẻ. Theo tìm hiểu, tài xế của các hãng xe công nghệ hiện nay rất dễ bị khóa tài khoản vì nhiều lỗi bất khả kháng. Do một số hãng xe có thị phần lớn nên tài xế thường không có tiếng nói nên hầu như không thể kháng cáo khi hãng khóa tài khoản. Nhiều khi trời mưa, đón khách chậm nên bị hủy chuyến, nhưng ứng dụng cho rằng lỗi hoàn toàn của tài xế nên tỷ lệ phần trăm hủy cao. Khi cao quá nhiều lần, hãng xe khóa tài khoản nên nhiều khi anh em tài xế rất bức nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Do đó, khi VinFast xanh SM by ra mắt thời gian nữa ổn định hơn, tôi nhất định sẽ chuyển sang, tài xế Nguyễn Văn Kiên nói. Khi VinFast xanh SM by, các hãng xe cũng đang đứng ngồi không yên vì nhiều tài xế có ý định chuyển sang. Tài xế là yếu tố quyết định để một hãng xe công nghệ tồn tại và khi mất dần tài xế thị phần sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, các hãng xe công nghệ sẽ phải có những bước tính toán mới để gia tăng khách hàng, đảm bảo thu nhập để giữ chân tài xế trong cuộc đua đường dài phía trước với VinFast xanh SMBY.